đang đi trước một cờ kỳ đài này. Kỳ đài là từ tiếng Hán Việt, gọi tiếng Việt Nam là cột cờ trước cửa Hoàng Hôn. Hai bên là để mỗi bên để bốn khẩu thần công, bên ngoài bên kia cũng có bốn khẩu, bên này là lúc lấy mình vừa quay bốn khẩu. Mình mua vé vào đang đổi rác, đi nhanh không kịp không được.